Mà mấy em đừng chia sẻ chứ ở đây thì không được đêm đến sáng đêm thì mình em rất ngại và để đêm thì không mọi người tới thì dạ mời mọi người ngồi đây thôi đi mà không cần bật đèn xe nữa con mới đi mà tắt hết rồi bây giờ sáng giờ đi mua ra đây này sẽ mang nước ra cái chỗ rửa không bắt tắt đang 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 quan trọng nước à hả để làm gì đâu để rửa mặt anh ơi anh như thế tắt tắt chim đi đến giờ nghỉ rồi tắt chim tắt nó chim vâng nhưng mà sớm mai á không mọi người không cần phải chuẩn bị cái gì cái đồ vật thực gì để cho đâu sớm mai rồi đi để đi như thế chứ không là sư bảo sư nói chuyện đến mấy phút xong rồi đi cho cái mặt như thế này không biết gì à cái đây này các bạn là tí nhưng mà các bạn đang làm gì để cho sư cái kia đang phật có bạch thầy thì đây đang định bao nhiêu cây cơ đây ra năm đỉnh nhá thầy thầy ra cũng đỉnh thầy mười mười bảy cây đấy dạ mấy cây đấy ạ bốn năm mai muốn nào cũng thầy sợ nước không cả mọi cái là cũng đều tùy duyên từ cái tâm của mình nhé nói ra trước cái để nó hay ho để nói nhiều cái việc đấy cao cấp này để mình chuyển như thế để nó tự nhiên nó thoải mái chẳng hạn như ngày mai đi bên đường ấy, vào trong thị trấn thì tự nhiên khách thường ở bình thường thì nó an lạc nó thoải mái là, nhưng mà tới thì cũng không có hề buồn khổ về mọi người như thế cũng không có ghét bỏ cái đấy thì mình cũng đừng có vì cái đó mà phải lo hỏi rồi lo đi ấy rồi như thế này rồi nó lo ấy dạ nhưng mà mình cứ bình thường như thế hay là mình có lo nghĩ gì nhiều cả rồi nó khổ não cho mình nhé còn mọi người muốn làm cái gì mặc kệ mọi người con cũng không có ai hết. Thầy có cách nào chỉ cho các bạn thì xả bỏ không? Nếu mà xả bỏ thì là không dính mắt đến bất kỳ một thứ gì cơ mà mình sẽ khốn cái tâm mình nó vẫn chưa đạt được vẫn phải lăn lộn ngoài xã hội chứ cái duyên phải chứ cái duyên để giống như thầy bỏ dần dần như thầy là có cái duyên là cực mạnh là mới được xả bỏ hết được tất cả như bản thân của anh em chị em chúng mình vẫn còn phải tham sân si và vẫn còn cái tỏ hưởng nên ra là vẫn chưa khó để thầy nào mà chính mắt được sao bảo được như thầy là bọn họ bậc đại trí mới có thể sao bảo hết được các thứ của thầy theo hạnh theo đúng lời của thầy tôn dạy. Và muốn mình bây giờ mình muốn học được xả bỏ là trước tắt mắt là mình phải tìm hiểu được kinh sách và Phật niềm tin có tín tâm cái đã có niềm tin có cái đường lối đi rồi mình mới xả bỏ chứ giờ mình xả bỏ không biết cái gì cả. Xả bỏ chẳng hạn như giờ mình nói xả bỏ giờ mình trả tiền bạc trả xe pháo vợ con thành ra rồi không có cái gì nữa được ba bữa nó lại về nữa lại xả không thành trường nhưng mà mình nghe rồi mình chắc định cái điều tín lực như thế này có như thế này có đường lối tu tập có xả bỏ có tu hành có kiên định có trí tuệ như thế rồi bắt đầu mình mới hướng tới đời sống xả bỏ mình xả bỏ là xả bỏ dần mình tư duy đó là giờ làm sao để mình ăn chay được nhỉ, mình làm thiên được nhỉ, mình để mình cho người khác những cái mà mình ưa thích ấy, mình bố thí được cái đá. Hay chẳng hạn như giờ mình đang có cái những cái bình thường hay là mình keo kiệt với ai đó hay cái gì mình cho cái tâm dần dần ấy, mình xả dần tập ở nhà bình thường á là thấy người đi ăn xin á hay là cái gì mình nhiều khi mình không muốn cho nhưng mà mình do 50.000 cái đá hay là 10.000 cái đá hay mình xả bỏ những cái tài sản của mình đấy hay là những cái người tu hành hay cái Phật pháp tăng hay mình cúng dường những cái mà tôn quý xong dần dần mình trả mình nói là giờ trả được rồi hay như thế rồi giờ mình làm sao ước nguyện để giữ giới nữa mà phải xả bỏ với giữ giới này để được cái gì cơ đúng không để nó đúng phải rồi. Quý hơn cái mục đích rồi. Nếu mà giờ mình xả bỏ được cái tài sản vật chất cuộc sống của mình á thì phải đạt được cái đáng quý hơn to lớn hơn cái mình có thì mới xả bỏ chứ giờ xả bỏ mà nó không bằng á nó lại tệ hại hơn nữa thì mình xả bỏ làm gì đâu đúng không mình cho đi cái khổ đau cái không cần thiết cái dục thế gian để mình đạt được cái vô vi cái trí tuệ bậc thánh cái giải thoát cái thiền định cái trí tuệ cái đời sống phẩm hạnh như thế thì mình biết được ý nghĩa như thế rồi tư duy dần dần đầu tiên là mình phải có cái chánh kiến theo Phật dạy để tư duy về
cuộc sống thế gian, cuộc sống đời đời mình nhàm chán. Khi đó mình mới xả bỏ được, mình chán giờ do những cái này được mình không có giữ giới được, mình hạ liệt ý, mình cũng không có tu thiền được, mà cái này rồi đắm tham đắm cuộc đời này rồi nó sẽ dẫn đến mình địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi, đường ác thôi, chứ không chạy được. Mình cứ ôm miết thì ở đời như thế Phật dạy nó như thế rồi, thì mình tư duy cái chánh kiến, mình tư duy thấy sự khổ ở đời như thế rồi, mình nói là mình ôm chấp làm gì nữa, thì mình bỏ dần rồi tư duy về nhàm chán rồi hắn mới bỏ, rồi xả bỏ dần rồi nó hướng tới đời sống dưới luật á, đời sống phạm hạnh rồi tu hành thiền định như thế nào, rồi bắt đầu hướng dần 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 á, tâm hắn dần dần rồi thì hắn bỏ, rồi là hắn xả bỏ, mà xác định cho chắc xả bỏ rồi đừng quay lại nữa, xả bỏ rồi khi hắn xả không làm được rồi hắn lại quay lại về đời nữa. Nhưng mà khi mục đích mình không chắc chắn á, là nó trở lại như giờ như con xác định đấy là tu hành để tu thiền giới luật, không giờ ai có cho tiền vàng tài sản xe pháo cái gì to lớn nữa mời về ở nhà con không về nữa. Ở giờ đi như thế này có giết chết hay không, có chứng được thiền định hay không chứng được thiền định cũng không có bỏ về nhà đó, chết bỏ. Để đạt cái thánh hạnh to lớn thì dần dần như thế thì mình hình thành cái tâm kiên cố vững chắc thì nó xả chứ. Con nói tiếp cái gì đâu mà không dám xả. Nhưng mà do nó không hiểu ấy, nó đang sợ sệt, nó xả ra, nó xả để nó tu là nó không biết có được hay không. Nó không chắc chắn, để nó khi mà mình đã qua cái cầu rồi mình còn trừ cái lối để mình quay lại ấy. Mình chặt nó không cho quay lại nữa, là chắc chắn nó xả nhưng mà phải đi tương ứng với thiên. Xả để được cái gì, nhưng mà xả rồi để cầu cái điều ác, pháp ác hay thần thông hay thần lực cái gì đó thì cũng thôi. Hay là để cái tà đạo ấy cũng thôi, nhưng mà xả là mọi người như thế chắc chắn. Như con thì con tư duy như thế rồi, con nhàm chán ở đời để con mới xả thế gian, rồi đến xả những cái mà làm cản trở đến Phật pháp, đường tu thiền giới luật thiền định của mình. Những cái nào mà ác pháp là mình xả, còn thiện pháp thì mình giữ, thì như thế là nó xả. Nhưng mà mình phải hiểu được cái ái kiết sử hay là cái gì Phật dạy, là hiểu như giờ rời bỏ cha mẹ người thân của mình sao rời, hiểu chánh pháp không? Phải hiểu chính xác nó như thế nào, rồi mình xả như thế này, rồi con giờ bỏ họ đi tu hành để không biết có tội lỗi với họ hay không nữa. Mình hiểu được, nói là giờ mình xả như thế này rồi, đầu tiên là họ chưa hiểu, họ buồn đấy, nhưng mà sau khi mình tu thành rồi họ hiểu rồi, mình cứu độ cho họ những cái chỗ khó khăn này họ mới biết. Đầu tiên thì họ chưa hiểu đấy, nhưng mà sau này mình cứu họ ở trong địa ngục hay những cái chỗ khổ đau hơn đấy, mình độ cho họ giải thoát thì họ mới biết, thì họ không khổ đau nữa, thì khi đó là mình mới kiên quyết xả bỏ. Đó là hướng đến xả bỏ. Rồi như thế hắn mới hiểu rõ rồi, hắn mới làm, chứ chưa hiểu mà nghe người ta nói mô mơ rồi hắn xả rồi cũng không được cái gì. Đó là cái xả bỏ. Nhưng mà nói với mọi người chứ, để đạt đến cái tâm xả bỏ đấy còn lâu lắm, không phải đâu. Xả bỏ rồi đến khi xả bỏ cái thân này nữa cơ. Nhưng mà mình biết một cái chắc chắn là tại sao giờ như con là con hướng tới xả bỏ, là con biết một điều là chắc chắn vì cái thân này có giữ nó cũng chết. Con đố mọi người mà bảo nó không già không chết được, mấy chục năm rồi mình đang trẻ, nhưng mà kêu rồi hắn cũng bệnh, hắn cũng già, hắn chết đi, mình nói bảo đừng có chết đâu, nhưng mà rồi hắn cũng chết. Nhưng mà mình biết như thế rồi, mình tư duy nó sớm muộn gì hắn cũng bỏ mình, hắn cũng chết đi thôi. Cũng không trẻ đẹp được nít nữa, cũng không khỏe được nữa, rồi cũng khọm quỵ, rồi cũng lú lẫn, cũng như thế thôi. Rồi cũng bữa nay thì đang trẻ như thế này, nhưng mà mai mốt mình cũng thành người già giống như mọi người như thế rồi. Mình biết là mình không hướng đến xả, nhưng mà cái đấy là cả một vấn đề, nhiều đời nhiều năm, nhiều cả đời kiên trì cái đó. Thì mọi người cũng tư duy như thế rồi, nhưng mà tùy theo mức độ xả bỏ học tập, cũng tùy theo căn cơ với thì sự nhận thức với trí tuệ của mọi người nữa. Với lại cũng do hình thành ở trong nhiều đời tiền kiếp của mình từng tu hành nữa, giao duyên với Phật pháp, bây giờ phước khánh sanh tới thì mình mới làm được. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Như con thấy là hầu hết là ở trong mọi người trong cái thời gian bà
đều là những vị phiền não, phiền não ảnh hưởng đến tất cả những con người. Chính vì thế là cái sư được nghèo cũng như sư được đáp đó được tất cả mọi người biết được là để làm thế nào để là cái phiền não bao cả nó lại giảm bớt đi. Vâng, phiền não thì tất cả mọi cái dục tham là phiền não.